Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng dành cho tiểu mục giờ chia sẻ, nơi mà những người làm chương trình luôn muốn cố gắng có thể bám sát nhất với những vấn đề của mỗi cá nhân hoặc là mỗi một gia đình. Và ngày hôm nay sẽ là một chủ đề vừa nhạy cảm nhưng cũng rất thực tế, và phải nói là chủ đề mang tính hơi thở hàng ngày đó ạ. Đó là việc nhiều người đàn ông sẽ quyết định là giải tỏa những nhu cầu sinh lý của bản thân. Có thể là đang trong tình trạng độc thân, đang có mối quan hệ yêu đương hoặc là đã có gia đình, thì cũng nhiều người lựa chọn theo đúng cái kiểu là tráng cơm thèm phở, tức là có rất là nhiều cách để giải tỏa bên ngoài, chẳng hạn như là chúng ta gặp gỡ một bạn tình hoặc thậm chí là hành vi mua dâm chẳng hạn. Vâng, thực ra đây là một câu chuyện mà thực tế vẫn luôn có, nhưng chúng ta ít có cơ hội được thực sự đối diện một cách trực tiếp với nó, và cũng nhiều người sẽ không chọn cách là nói ra những câu chuyện của đối phương của mình hay là của gia đình của mình, người thân của mình, bởi vì đây cũng vẫn sẽ là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi và cũng ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng với những người yêu nhau. Nó không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần cho những người vợ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, về lòng tin cũng như là các vấn đề để giải quyết trong mối quan hệ trong gia đình. Và để có thể giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã mời tới chương trình một chuyên gia rất là nổi tiếng. Đó là ông Đàm Minh Thụy, cũng là một người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và chia sẻ với rất nhiều những vấn đề về gia đình và xã hội. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ ông Đàm Minh Thụy ngay bây giờ. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chúng ta vừa mới theo dõi rất là nhiều những thông tin khác nhau trong chương trình Nói về cuộc sống. Và như thường lệ trong giờ chia sẻ thì sẽ có một câu chuyện mới đến từ góc nhìn của các chuyên gia và các khách mời. Trong chương trình ngày hôm nay, Quyên nghĩ sẽ là những câu chuyện dành cho những người phụ nữ đang yêu và những người phụ nữ đã có gia đình, nếu mà tính từ góc độ Quyên là người dẫn chương trình nhé. Nhưng mà ở một khía cạnh khác, nếu mà các anh nam giới đang theo dõi chương trình này thì cũng có thể các anh cũng sẽ thắc mắc là tại sao mà đôi khi mình lại có cái nhu cầu bóc bánh trả tiền. Liệu rằng đó là bản lĩnh của một người đàn ông, nhu cầu về giới, hay nó chỉ đơn giản là một cái vấn đề là do cái mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình hay mâu thuẫn trong cái tình yêu của chúng ta, hoặc đôi khi là mình cho nó có nhiều lý do khác. Và để trả lời cho câu hỏi đó thì ngày hôm nay Quyên đã mời tới trường quay sự tham gia của chuyên gia Đàm Minh Thụy, là một chuyên gia về giới và cũng như là các vấn đề xã hội. Là một người mà Quyên tin là cũng sẽ cho quý vị khán giả có rất là nhiều những cái góc nhìn mới trong vấn đề này ạ. Đầu tiên cho Quyên xin được gửi lời chào tới chuyên gia Đàm Minh Thụy ạ. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào Quyên. Dạ. Một câu ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà quý vị khán giả ơi, tin đi là Quyên nghĩ là ngày hôm nay Quyên cũng sẽ là một người học hỏi được nhiều cái khía cạnh mới từ một người đàn ông thú vị như thế này. Đầu tiên thì cho Quyên hỏi một chút là khi mà nói về cái chủ đề này á, cái chủ đề là hệ lụy của những người đàn ông khi mà họ có cái nhu cầu bóc bánh trả tiền, thì anh có nghĩ rằng đó là hệ lụy không đã? Không. Thật ra là khi mà nhận lời tham gia cái chương trình này của các bạn ấy, thì phải nói là cái tên của nó ấy, thì tôi tin là nhiều người đàn ông rất là muốn trốn tránh, nhiều người phụ nữ thì rất là muốn lên án. Nhưng mà Quyên hiểu rằng tôi là người chuyên nghiệp, tôi là dân chuyên nghiệp, thì tôi nhìn đấy là một hiện tượng xã hội. Xin bạn một vài phút để nói chuyện này rõ hơn một chút là này. Tức là chúng ta thường hay dùng cái từ bóc bánh trả tiền. Đấy là bản chất của bốn cái từ đấy đã mang hàm ý lên án rồi. Đúng không ạ? Thế và chúng ta phải nhớ là thế như thế này này. Nếu nói rộng ra thì cái bóc bánh trả tiền đấy, người ta đề cập nhiều đến cái gọi là gì ạ? Tình dục thương mại hay là tình dục dịch vụ. Không phải quốc gia nào cũng cho phép cái đó. Việt Nam mình là một trong những quốc gia không đồng ý với cái đó. Có nghĩa là cái hành động bóc bánh trả tiền khi một người đàn ông tìm đến những cô gái mại dâm ấy, thì đã là một cái hành động lén lút không hợp pháp nhé. Để các bạn hiểu hơn thì tôi cho các bạn biết một bí mật như này này. Chúng ta đi Thái Lan rất nhiều, đã từng xem Tiffany Show đến Pattaya, thế và nhìn thấy những người đàn ông ngoại quốc từ châu Âu, châu Mỹ đến đấy, có thể là thuê các cô gái Thái Lan, rồi thuê cả vợ, ở đấy thì có dịch vụ thuê vợ. Nhưng mà tôi cho Quyên và các bạn biết một bí mật này nhé. Thái Lan cũng giống chúng ta, cũng là một quốc gia không cho phép tình dục thương mại. Ngay cả nước Mỹ hiện đại như thế nhé, cởi mở về tình dục như thế, cũng không phải là quốc gia cho phép cái đó đâu ạ. Có lẽ chúng ta sẽ từ từ trong chương trình ngày hôm nay để bóc tách những cái khái niệm. Nhưng mà Quyên thấy câu chuyện này nó thú vị, bởi vì cái lý do không phải là chuyện ai đúng ai sai, mà là nó là một cái câu chuyện mà trong đó, khi mà nhận cái đề tài này và trước khi mà vào sóng thì ông Quyên cũng có được nói chuyện với lại anh Thụy, thì thấy là đây là một câu chuyện mà nó là một cái sự mâu thuẫn giữa nam và nữ.
và nó cũng là một cái sự mâu thuẫn trong chính của một cá thể, một con người. Người nữ cũng mâu thuẫn trong chuyện này và người nam cũng mâu thuẫn trong chuyện này. Tại sao lại như vậy? Thì tí nữa Hồng Quyên sẽ có những cái câu hỏi để nhờ anh Thụy làm rõ hơn. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên với anh Thụy, anh nói đây là một hiện tượng xã hội. Thì Quyên muốn hỏi anh một chút, liệu rằng đó có phải ý anh muốn nói rằng là nam giới sinh ra cái giới tính là phải đi, vì chúng ta nói cho cùng cũng là một loại động vật, chúng ta phải đi gieo giống. Cho nên rằng liệu ý anh bảo là đây là một hiện tượng xã hội thì phải chăng đó là đây là cái quy luật tự nhiên là đàn ông phải cho nhiều, cho mình nhiều giống ở khắp nơi để đảm bảo cái sự an toàn về giống nòi? Không, tôi không hề có ý định như thế. Và tôi muốn nói là như thế này này, tức là khi mà cô Hồng Quyên vừa rồi cô có nói với tôi rằng là tức là gì ạ, tức là đàn ông thì phải đi gieo giống theo cái nhu cầu của tự nhiên ạ. Không phải thế. Dạ. Mà là như thế này này, nó ngược lại một chút đấy. Ví dụ nhá, cái thuở sơ khai của loài người khi mà dân số ở trên trái đất còn đang rất là ít ấy, thì tất cả mọi quan hệ tình dục đều chỉ nhắm đến dân số mà thôi. Nhưng bây giờ thì không. Quan điểm của tình dục học hiện đại bây giờ ấy thì người ta lại tránh cái đấy. Bạn biết là bây giờ có bao nhiêu phương pháp tránh thai rồi, bao nhiêu cái hướng dẫn cơ mà. Đúng không ạ? Tôi sẽ cho các bạn biết một thông số vui như này ạ. Nếu một người đàn ông bình thường và kết hôn với một người phụ nữ bình thường, ý tôi muốn nói là một người có sức khỏe bình thường, nhu cầu bình thường, tất cả ở cái mức gọi là bình thường, thì trong suốt cuộc đời họ, nếu không có bất kể một cái án ngữ gì hết, thì họ sẽ sinh từ 250 cho đến 380 người. Thì đúng như con gì nữa. Không có hơi bị ngạc nhiên là con số này. Ok, thế thì chính vì thế mà sẽ có rất nhiều những cái mà để án ngữ cái đấy ạ, đúng không ạ? Nào là các giải pháp tránh thai, thế rồi thì là bản thân các cặp vợ chồng thì cũng thấy rằng là mình phải hạn chế cái đó để nuôi dạy con cho tốt, vân vân và vân vân. Ý tôi muốn nói rằng là cái nhu cầu về tình dục bây giờ là để nâng cao chất lượng sống, là để trải nghiệm, là để thấy rằng là đấy là một cái gì ạ? Một cái quà tặng của tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta, hoàn toàn không phải vì nhu cầu sinh sản. Có một câu chuyện vui là thế này này, các bạn có thấy rằng là đàn ông ấy thì yêu sự khám phá hơn phụ nữ rất nhiều. Chứng minh nhá, tất cả những nhà thám hiểm ở trên thế giới này thì tuyệt đại đa số là đàn ông, người ta mong muốn cái mới này, dù là phải đổi cả tính mạng. Nhưng phụ nữ thì không, phụ nữ thì không. Thế thành thử ra là trải nghiệm một cái mới, khám phá một cái mình chưa biết do tò mò, vân vân ấy, đều có ở những người đàn ông. Và cái đấy ở phụ nữ nó ít đấy, chứ không có gì xấu hay tốt ở đây cả. Tức là đó là theo anh là tự nhiên quy định về giới tính rồi. Đúng rồi. Trong ADN của mình. Và cái lý do thứ hai của anh là? Cái lý do thứ hai thì xin tiết lộ cho Hồng Quyên và tất cả các bạn xem đây là như thế này này. Nhu cầu. Tức là tôi vừa mới nói với cô Hồng Quyên trước đây ấy, là trong cái câu hỏi trước ấy là thế này ạ. Tức là gì ạ? Tức là quan điểm của tình dục học hiện đại ấy, thì người ta gần như không gắn cái nhu cầu tình dục với đạo đức. Người ta không gắn cái đó. Người ta không gắn cái đó với đạo đức. Thế và người ta coi đấy là một cái nhu cầu bản năng. Đấy. Tất nhiên là có chị thì sẽ thắc mắc bảo tôi, ông là chuyên gia như thế mà ông đi tuyên truyền như thế thì con người có khác gì con vật. Nhưng mà tôi khoan đã, xin các chị đừng dùng những cái hình dung từ nặng nề như thế. Mình đang phải đối mặt với vấn đề nó có thật, đúng không ạ? Và chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật của vấn đề. Có nghĩa là khi cái nhu cầu lên thì anh phải đi tìm. Nó đơn giản như thế thôi. Thế và khi anh tìm ý, thì thường những người đàn ông ý, thích theo như là cái mà như đầu tiên cô Hồng Quyên có giới thiệu với quý vị và các bạn ý, tức là đàn ông thích bóc bánh trả tiền, đúng không ạ? Thì cơ bản là do nhu cầu thôi. Chứ còn các chị và các anh đừng nghĩ vì những lý do gì khác. Cô Hồng Quyên có nói là coi như đây là chiến tích của những người đàn ông, rồi rồi thì coi đây là cái phải chinh phục, vân vân ý. Tất cả những cái đấy nó đều chỉ có một đúng một phần rất nhỏ thôi. Quan trọng nhất là do nhu cầu. Vậy là các chị em cũng có cho mình một cái câu trả lời về cái chuyện này. Cũng tốt nhất là đừng đào sâu vào những cái lý do phụ bên cạnh, bởi vì đó không phải là lý do chính, đơn giản như vậy thôi. Đúng. Và thực ra là Hồng Quyên cũng được nghe đâu đối với đàn ông rất là đơn giản. Lúc đó họ muốn giải quyết nhu cầu. Thì Quyên nghĩ nó cũng giống như cái chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày. Và không thể 365 ngày một cuộc đời chúng ta sống tới 80 năm mà chúng ta ăn cơm hoài được. Cái đó là Hồng Quyên cam đoan. Thì Hồng Quyên cũng hiểu cái khía cạnh này mà anh chia sẻ. Tuy nhiên, hồi nãy anh có nói cái chuyện này nó không phải là chuyện hệ lụy. Thế thì Quyên có một cái dẫn chứng cụ thể. Là gần đây có một câu chuyện là có một cái anh đó, sau khi ảnh đi
bóc bánh trả tiền hay là như thế nào đó, Quyên không biết cái công cuộc bên ngoài, nhưng mà biết là khi về nhà thì mang cái bệnh lây nhiễm về cho vợ, và người vợ đang mang bầu và con cũng bị mắc cái bệnh đó. Thì Quyên muốn hỏi anh là cái đó là cái hệ quả nó đi kèm có thực, thì anh nói là không. Như này, tôi chỉ nói rằng là cái hệ lụy về mặt đạo đức, về mặt quan hệ thôi. Còn cô Hồng Quyên nói cái đấy thì lại chính là điều mà những người đàn ông ấy mà có nhu cầu đi bóc bánh trả tiền ấy phải để ý nhất, nên bị cảnh báo nhất. Bạn phải nhớ như này này, tức là người phụ nữ làm dịch vụ ấy thì nay họ quan hệ tình dục với người này, mai họ quan hệ với người khác, đúng không ạ? Vì đấy là nghề của họ, họ là người chuyên nghiệp mà. Thế và có thể sáng với người này, tối với người khác, thậm chí trong một ngày với vài người. Làm sao mà họ có thể kiểm soát được hết tất cả cái bệnh tật của những người sẽ lây nhiễm cho họ? Thế nếu như là bạn tìm đến, chẳng may mà bạn gặp một người như thế mà bạn lại quên mất các cái biện pháp bảo vệ, thì cái khả năng lây nhiễm rất là cao. Và tôi muốn nói như này để chị em yên tâm, và cả cô Hồng Quyên cũng yên tâm nữa, thế này này, hầu hết những người đàn ông đều rất sợ, đều rất sợ, và họ không tìm đến cái đó đâu. Nói tới đây thì Hồng Quyên nghĩ là nó cũng đã đủ để cho các chị em cũng nhìn nhận. Thứ nhất, nó liên quan về cái việc là quy định của ADN. Cái thứ hai, quy định ADN của khác của cả hai giới là đàn ông thì sẽ có nhu cầu khám phá, phụ nữ thì là để bảo vệ cái nòi giống của mình, nên họ sẽ phải cần có yếu tố chung thủy nhiều hơn. Hai nữa là đàn ông bởi vì là họ phải giải quyết cái nhu cầu. Thì Hồng Quyên đang hiểu cái ý của anh như vậy. Nhưng mà với các chị em phụ nữ chưa làm quen và cũng thật sự là cũng khó lòng để chấp nhận cái chuyện đó lắm á, thì theo anh thì nếu một ngày bỗng nhiên họ biết ra là người đàn ông của mình có một người khác ngoài mình, Quyên không nói là bồ nha, có một người khác ngoài mình, chung chăn gối một người khác ngoài mình, thì làm sao để đối diện với chuyện đó? Trước hết ý, thì tôi phải nói thế này để cho nó cân bằng này. Các chị phụ nữ mà nhìn thấy chồng mình đi ngoại tình hoặc là chăn gối quan hệ tình dục với người khác sốc 10 phần, thì những người đàn ông nhìn thấy vợ mình đi ngoại tình rồi thì chăn gối quan hệ tình dục với người khác, đàn ông cũng sốc 10 phần mà thôi. Đấy. Để như thế, để chúng ta thấy rằng là phải bình tĩnh đã. Ngồi xuống và phải nói chuyện với chồng, phải tìm hiểu bằng cái cách nào đó của riêng mình để xem anh ấy đi vì cái gì. Nếu về nhu cầu thì vì sao lại có nhu cầu đấy, trong khi mình ngồi đây, và biết đâu nhá, nó lại xuất phát từ chính mình không hấp dẫn anh ấy nữa, mình không thỏa mãn anh ấy nữa, và mình đã làm anh ấy một cái cú sốc nào đó, vân vân. Có thể là như vậy. Và nếu mình biết được như thế thì mình thử sửa lại mình. Cái thứ hai là chuyện này nữa, là nếu như không phải cái đó mà là vì cái khác thì chúng ta sẽ xử lý như nào? Vì cái khác thì nó chỉ gồm có mấy cái này thôi. Cái thứ nhất là anh ham vui, cái đấy là cái dễ xử lý nhất. Tự nhiên cái Hồng Quyên thấy tới cái phút giây này mình sai lầm quá, đáng lẽ là mình phải hỏi là khi mà có việc đó xảy ra thì các anh nam giới nên làm gì? Tại nãy giờ theo như anh nói là các chị em ngồi nhà là súp ngồi hộp, là người nào mà đang trong cái hoàn cảnh chưa thể chấp nhận á, chắc là tắt tivi rồi. Bởi vì nay thì sửa mình, đầu tiên là kêu bình tĩnh là đã khó rồi, xong kêu sửa mình, sửa rồi sửa một hồi, không muốn đi ở ngoài rồi, cái cuối cùng ông trả lời là tôi không có muốn với bà nữa, là cái câu đó nó mới cay đắng. Thì em thấy là thôi, cái lúc này mà cái người mà đang bị tổn thương, em nghĩ dù gì đi thì em nghiêng về chị em phụ nữ, bởi vì cái tổn thương của họ nó thường á, các chị em nó cái tổn thương, em không đang bảo là bởi vì họ khổ hơn đàn ông, mà bởi vì vậy nè, họ ghim nhiều hơn, cái gì cũng để trong lòng, và cái tính của phụ nữ vì hay thích lo và sợ, cho nên là nhớ rất là dai, thù rất là lâu, mà ai thù lâu thì người đó thiệt thôi. Đúng. Dạ. Nên là bây giờ em thôi em quay lại cánh mày râu để cho các chị em cảm thấy giải tỏa một chút. Chứ giờ em hỏi anh, giờ trong cái tình cảnh đó đi, mình cũng sốc, thì theo anh lúc đó đàn ông nên làm cái gì để mình đừng mất đi người vợ và gia đình của mình? Thường thì thế này, khi bắt đầu ấy mà bị phát hiện ấy, thì tôi tin là 90% các ông đàn ông là nói dối. Đúng. Dạ không? Thì phải nói dối chứ, nói thiệt lúc đó sao được anh? Không, tôi thì nghĩ khác. Bởi vì đây này có những điều ấy là phụ nữ họ biết về đàn ông từ lâu rồi, họ biết rồi, chẳng họ chưa hỏi mà thôi. Đấy. Không, tôi nghĩ thế. Là vì này này, khi có gia đình rồi ấy, mà khi ở với nhau độ khoảng 7 năm rồi hay 10 năm lên rồi ấy, khó nói dối nhau lắm. Rất khó nói dối nhau. Rất khó. Người ta có thể không biết 100% cái sự việc, nhưng mà người ta sẽ biết gần hết 100% cái sự việc. Đấy. Chỉ có điều là người ta nói ra không mà thôi. Đấy, thế thì để cho các anh và các chị cùng bình tĩnh nhé.
thì tôi sẽ tặng các bạn một vài câu thơ này, mà không phải thơ, không phải thơ của tôi đâu, để người ta nói đến cái, tức là cái tâm tư của người chồng người vợ ấy. Tức là gì ạ? Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu, người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ, cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế, yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng, ai chả thế. Vậy thì khi mình nói thật ra, vì trước sau gì, nếu như mình không muốn sống với vợ mình nữa thì bạn có thể nói dối thoải mái, đúng không ạ? Thậm chí bạn bịa ra cũng được, nhưng mà vẫn còn quý vợ mình, vẫn còn quý con mình, cách tốt nhất là phải nói thật vì sao mình lại đi như vậy. Và cùng nhau cởi bỏ. Đấy là lời khuyên của tôi. Thì có lẽ là trong cái câu chuyện này có nói nữa nói mãi thì nó càng khui thì càng ra vấn đề, mà thời lượng thì có hạn. Thôi thì Hồng Quyên sẽ cảm ơn Đàm Minh Thụy để cùng lắng nghe ý kiến của các quý vị khán giả về câu chuyện này nó như thế nào. Để từ đó chúng ta sẽ gọi là gỡ gạc qua đúng cái tâm lý, cái thắc mắc của các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay, trước tiên Hồng Quyên xin được cảm ơn anh Đàm Minh Thụy dành thời gian đến với chương trình. Và cái điều thứ hai nữa Hồng Quyên cũng muốn chia sẻ với các quý vị khán giả là sau câu chuyện vừa rồi thì Quyên thấy rằng là trăm hoa thì thực sự là nghìn cảnh, mà nghìn mối tình thì ra triệu cái va đập khác nhau. Thôi thì mỗi người sẽ có một đáp án, một cái cách ứng xử sao mà mình thấy ngoảnh lại vừa lòng mình, ngoảnh lại mình thấy mình an lòng. Thì Quyên nghĩ chắc vậy là được, phải không ạ? Còn không biết quý vị khán giả nghĩ như thế nào, có thể để lại cho chúng tôi những lời chia sẻ trên các nền tảng số. Và bởi vì đó là nói về cuộc sống, những câu chuyện với rất nhiều góc nhìn khác nhau. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đàm Minh Thụy ạ. Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn cùng Quyên. Yeah.